Bài số 2 là nguyên tắc truyền thông vận động tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, lồng ghép tiêm chủng thường xuyên và các hoạt động đang triển khai. Thì xin hỏi các anh chị ở các cái tuyến huyện, tuyến xã đã thấy rõ bài giảng chưa? Vâng, đã rõ rồi. Thì sau đây thì kính thưa các thầy cô trong dự án đang tham gia giảng dạy lớp tập huấn, kính thưa tất cả các anh chị đã dự cái tập huấn lớp tập huấn sáng hôm nay. Thì cảnh xin trình bày bài số 2 của buổi sáng hôm nay là nguyên tắc truyền thông vận động tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi và lồng ghép tiêm chủng thường xuyên và các hoạt động của chúng ta cần triển khai trong cái thời gian tới. Thì cái nội dung của chúng ta là có các cái phần là đầu tiên chúng ta đi về cái khái niệm truyền thông là gì, để chúng ta cùng củng cố lại một chút về cái khái niệm truyền thông. Tiếp theo là các cái mô hình của Tổ chức Y tế Thế giới về thúc đẩy hành vi, rồi cái quá trình vận động thay đổi hành vi, nguyên tắc vận động, các hoạt động cần triển khai và có cái phần liên hệ thực tế của các học viên tham gia tập huấn của lớp chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta đi về cái khái niệm truyền thông là gì. Thì như các anh chị cũng đã được tập huấn và cũng đã được chia sẻ nhiều lần về cái truyền thông là cái khái niệm về truyền thông. Thì truyền thông là một quá trình giao tiếp liên tục, trong đó có hai hoặc là nhiều người cùng trao đổi, cùng chia sẻ những cái thông tin, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư, tình cảm, rồi những cái kỹ năng để tạo ra cái sự liên kết với nhau. Từ đó là chúng ta có một cái nhận thức chung. Và như các anh chị thấy ở trên cái màn hình của chúng ta là cái sơ đồ là cái người nói và người nghe trong cái truyền thông, đó là nó là thông tin hai chiều, có cái sự phản hồi thông tin giữa người nói, có nghĩa là người làm truyền thông, và người nghe là cái người được truyền thông. Và thông tin này được phản hồi qua lại với nhau qua các cái phương tiện. Thì trong truyền thông trực tiếp thì cái phương tiện chủ yếu của chúng ta là phương tiện lời nói. Thì chúng ta sử dụng phương tiện lời nói để chúng ta tư vấn, chúng ta nói chuyện giáo dục sức khỏe, chúng ta thảo luận nhóm với đối tượng, hoặc là chúng ta có thể tiếp cận hộ gia đình, tiếp cận đến từng đối tượng để chúng ta thực hiện cái truyền thông cho đối tượng. Và song song đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương tiện chữ viết giống như là các cái tranh ảnh, pano, office, tranh lập, vân vân, để chúng ta kết hợp với cái phương tiện lời nói để chúng ta làm cái truyền thông trao đổi qua lại giữa người nói và người nghe. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái thông tin truyền đi và thông tin phản hồi một cách là rất là rõ ràng, tích cực, làm cho cái đối tượng của chúng ta sẽ nâng cao được cái nhận thức, thay đổi được cái hành vi. Thì đó là sơ lược cái truyền thông là gì, để các anh chị nắm lại cái kiến thức, cái quá trình của chúng ta làm truyền thông. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi về cái mô hình của Tổ chức Y tế Thế giới về các cái yếu tố thúc đẩy hành vi xã hội liên quan tới cái tiêm chủng vaccine. Thì cái mô hình của chúng ta đó là gì? Mô hình của chúng ta là những cái yếu tố mà thúc đẩy cái hành vi xã hội liên quan tới tiêm chủng vaccine, đó là những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận về cái nguy cơ mắc bệnh của cái đối tượng của chúng ta. Ví dụ như là ba mẹ suy nghĩ như thế nào về nguy cơ mắc bệnh của các trẻ nếu trẻ không được tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nếu trẻ không có thực hiện cái tiêm vaccine thường xuyên, rồi suy nghĩ cảm nhận như thế nào nếu trẻ của chúng ta không được tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch và đủ liều, vân vân. Hoặc là cái sự tự tin về tiêm vaccine, bao gồm cả cái lợi ích, cái sự an toàn và cả cái sự tin tưởng của đối tượng cũng như các bậc cha mẹ vào cái vaccine mà họ thực hiện tiêm chủng cho họ là đủ tự tin hay chưa để mà thúc đẩy cái hành vi xã hội của họ, và họ sẽ tiến tới cái quá trình là thực hiện tiêm chủng. Hay là một là các cái quá trình khác như là các cái chuẩn mực xã hội, bao gồm sự ủng hộ của các cái nhà lãnh đạo, như là vừa qua chúng ta có cái sự khuyến khích
của các cái toàn xã hội, từ chính quyền cho tới cái ban ngành đoàn thể, để mà thúc đẩy cái hành vi tiến tới là tiêm chủng thường xuyên, đặc biệt là tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hay là bao gồm những cái suy nghĩ, cái chuẩn mực của các cái gia đình hoặc thậm chí là của các cái tổ chức tôn giáo đối với cái hành vi là tiêm vaccine, để mà thúc đẩy cái quá trình mà tiến tới hành động là thực hiện tiêm vaccine của đối tượng của chúng ta. Và tất cả những cái vấn đề này là nó sẽ là yếu tố thúc đẩy, là động cơ để cho cái đối tượng của chúng ta thực hiện cái ý định là tiêm các cái loại vaccine được khuyến nghị, như là cái vaccine là tiêm chủng thường xuyên trong cái chương trình tiêm chủng thường xuyên. Có bạn sao là em không nghe tiếng chi hết? Đa số các anh chị khác nghe rõ không ạ? Có một số bạn thì chưa nghe rõ, không nghe rõ. Nghe rõ chị Cảnh ạ. Mời các anh chị học viên chúng ta kiểm tra lại đường truyền Không biết giúp ạ. ở Các anh dưới chị bật to tiếng mic lên ạ. thì các Bật to vâng. loa lên ạ. Nghe rõ đa số nghe rõ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Thì trong đó nó có trong đó nó có các cái vấn đề mà cũng là những cái yếu tố thúc đẩy hành vi xã hội liên quan tới tiêm chủng, đó là cái vấn đề là thực tế, như là tính sẵn có của cái dịch vụ của chúng ta, hoặc là cái khả năng tiếp cận dịch vụ của đối tượng, và đồng thời cũng là cái vấn đề nữa đó là chất lượng dịch vụ của chúng ta như thế nào, và đặc biệt là cái sự mà gì cái sự tôn trọng, cái sự nhiệt tình, cái sự tận tâm của nhân viên y tế của chúng ta là như thế nào, thì cũng là một cái yếu tố thúc đẩy cái hành vi của cái quá trình mà tiêm vaccine của đối tượng. Thì từ đó nó sẽ tiến tới là thay đổi được cái nhận thức, thay đổi được cái hành vi của đối tượng, và tiến đến là đối tượng của chúng ta sẽ thực hiện cái tiêm phòng và sử dụng các loại vaccine mà đã được khuyến cáo để mà thực hiện tiêm chủng cho trẻ, cho con em của họ. Vâng, thì đó là cái mô hình của cái tổ chức y tế thế giới về các yếu tố thúc đẩy hành vi xã hội có liên quan đến tiêm chủng, mà các anh chị cần cần nắm được để chúng ta định hướng được cái phương pháp, cái nội dung mà chúng ta cần truyền thông để chúng ta thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức của đối tượng, để mà đối tượng có thể thực hiện tiêm vaccine tiêm chủng thường xuyên, và kể cả là tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ của chúng ta. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cái nội dung nữa là cái quá trình vận động thay đổi hành vi của cái đối tượng mà tiến tới cái việc thực hành tiêm vaccine tiêm chủng thường xuyên cũng như là vaccine phòng COVID-19. Thì cái quá trình vận động trải qua các cái quá trình như sau. Khi mà đối tượng của chúng ta đã là chưa biết, hoặc là rất là ít biết, rất là ít về những cái thông tin, thì chúng ta cần phải cung cấp cái thông tin tổng quát bằng các cái phương tiện truyền thông, như là các cái phương tiện truyền thông đại chúng, rồi những cái phương tiện truyền thông như là loa đài, rồi những cái tiếp cận khác, để chúng ta cung cấp cái thông tin để chúng ta tạo cái định hướng cái dư luận, rồi định hướng lại cái hiểu biết của đối tượng, để đối tượng có thể là có thêm kiến thức, có thêm thông tin để mà họ quan tâm đến cái vấn đề mà tiêm chủng. Và đồng thời chúng ta kêu gọi cái sự quan tâm. Thì khi mà đã có cái sự quan tâm, đã có cái sự cân nhắc khi chúng ta thực hiện các cái phương tiện truyền thông để chúng ta cung cấp thông tin, thì lúc đó chúng ta cần phải giải thích rõ ràng cái nguy cơ, cái lợi ích, cái tính an toàn, và tạo cho người ta được cái sự tin tưởng để người ta có thể là tiến tới cái thái độ tích cực hơn, bằng là chúng ta phải truyền tải đi, chúng ta truyền thông tư vấn những cái khuyến nghị của
các cơ quan y tế như là của Bộ Y tế, của Sở Y tế, hoặc là các cái thông điệp của các cái CDC, rồi các cái thông điệp thậm chí của cả địa phương như là của các chính quyền, của ban ngành đoàn thể thúc đẩy cái quá trình tiêm chủng của cái đối tượng của chúng ta, của người dân. Thì khi người dân, đối tượng của chúng ta đã có cái thái độ tích cực thì chúng ta tiến tới cái quá trình là hướng dẫn chi tiết về những cái lợi ích, rồi những cái tính an toàn của vaccine tiêm chủng thường xuyên, rồi tính an toàn lợi ích của vaccine COVID-19 vân vân. Thì để chúng ta, để đối tượng của chúng ta nắm thật kỹ, nắm thật chắc những cái kiến thức, những cái thái độ hành vi mà họ cần thay đổi để mà tiến tới cái thực hành tiêm chủng vaccine. Đồng thời chúng ta khuyến khích người ta hành động là hãy đi đến để được tư vấn, để được khám, để được là nghe về cái lợi ích, cái vai trò của vaccine đối với cái sức khỏe của con em mình chẳng hạn. Và chúng ta làm sao đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để người ta có thể thực hiện được cái hành động của mình và tiến tới là thay đổi hành vi. Và khi mà đối tượng của chúng ta đã thực hiện được cái hành vi có lợi, đó là thực hành tiêm chủng các cái loại vaccine tiêm chủng thường xuyên, hay là các cái loại vaccine các thực hiện hiện tiêm chủng mở rộng, thực hiện tiêm chủng phòng vaccine phòng COVID-19, thì lúc đó chúng ta làm gì ạ? Chúng ta tiếp tục động viên, khen ngợi, khuyến khích để người ta duy trì cái hành vi có lợi này một cách tốt nhất, bằng cách là khuyến khích bằng nhiều hình thức, có thể là động viên, khen ngợi, có thể là tuyên dương, có thể là nhiều hình thức ở trong các cái diễn đàn, như là chúng ta có thể khen ngợi ở trong ngay lúc người ta thực hiện hành vi có lợi, hoặc là có thể nhắn gửi về khen ngợi ở thôn xóm, ở trường, ở lớp, ở tất cả các cái diễn đàn, để người ta cảm thấy là cái hành vi của mình được quan tâm, được khen ngợi và được động viên một cách là thích đáng, thì người ta sẽ có được để phấn khích để người ta duy trì những cái hành vi có lợi, và thậm chí người ta có thể truyền thông, tư vấn cho chúng ta nhiều cái thêm nhiều cái đối tượng hơn nữa, để chúng ta, để mà tất cả những người trong cộng đồng đều có cái kiến thức, có cái thái độ tốt về cái hành vi, về cái thay đổi hành vi thực hiện tiêm chủng. Tiếp theo thì chúng ta có cái nguyên tắc về truyền thông vận động trong cái tiêm chủng. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái nguyên tắc là truyền thông sâu rộng. Thì truyền thông sâu rộng thì từ trước đến nay chúng ta cũng đã có rất là nhiều hình thức truyền thông trong cái đại dịch COVID-19 và trong cái thực hiện tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian qua, thì chúng ta có một cái khối lượng công việc truyền thông rất là lớn để chúng ta chuyển đi những cái thông điệp, những cái nội dung từ cái các cái khuyến cáo của Bộ Y tế đến với người dân. Thì trong cái thời gian tới chúng ta tiếp tục tổ chức các cái đợt truyền thông cao điểm mới trên cái địa bàn tỉnh, và đặc biệt là những nơi trọng điểm và tiếp cận đến từng người, đó là những cái nơi mà có cái tỷ lệ tiêm vaccine thấp, hoặc là những cái nơi vùng sâu vùng xa có cái điều kiện tiếp cận là hạn chế chẳng hạn, thì chúng ta cần phải tổ chức một cái đợt truyền thông sâu rộng để chúng ta tiếp cận đến tất cả các cái đối tượng đích mà chúng ta cần tiếp cận, để chúng ta làm cái vận động truyền thông tiêm chủng trong cái thời gian tới. Và một cái nguyên tắc nữa thì chúng ta cần phải tích hợp để mà làm truyền thông, thì chúng ta có thể là tích hợp truyền thông tại các cái buổi tiêm chủng bằng các cái hình thức truyền thông mà các anh chị đã và đang áp dụng, như là pano áp phích tại điểm tiêm chủng, rồi loa vân vân, rồi đặc biệt là các anh chị áp dụng cái truyền thông tư vấn trực tiếp cho
cái đối tượng tại điểm tiêm chủng. Đây là một cái biện pháp truyền thông là rất là hiệu quả. Hoặc là chúng ta có thể là cung cấp các cái dịch vụ y tế và cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, thì chúng ta cũng lồng ghép tích hợp để chúng ta làm truyền thông tư vấn, như là khi khám thai cho các bà mẹ, rồi khi các bà mẹ sinh đẻ thì chúng ta kết hợp làm truyền thông để cho các bà mẹ nắm được những cái thông tin, những cái kiến thức về tiêm chủng vaccine cho trẻ. Cộng với lại chúng ta có thể là tích hợp truyền thông vào trong nhà trường, trong các cái hoạt động cộng đồng để chúng ta vận động tiêm chủng, như là trong các cái buổi chào cờ của các cái của trường học, rồi hoặc là trong các cái buổi sinh hoạt của các cái trường học, hoặc là trong cái giờ học ngoại khóa của các em, để chúng ta tích hợp vào làm công tác truyền thông. Chúng ta tuyên truyền hướng dẫn những cái gì ạ, những cái lợi ích của tiêm chủng, rồi định hướng cho các em những cái thông tin sai lệch để các em biết được là cái lợi ích của tiêm chủng, và các em tự cái nâng cao ý thức thay đổi cái hành vi của mình. Cộng với đó thì các em cũng có thể làm những cái tuyên truyền viên tích cực cho những các bạn khác, hoặc là các em cũng là người có thể là chia sẻ với bố mẹ những cái thông tin mà các em có được về cái vaccine, về cái lợi ích của vaccine, vân vân. Thì như vậy thì cái sự ủng hộ của bố mẹ, sự hiểu biết của các em, và kể cả sự hiểu biết của bố mẹ nữa, thì cái công tác truyền thông và vận động tiêm chủng của chúng ta nó sẽ được nâng lên một cái hiệu quả rất là lớn. Hoặc là chúng ta có thể tích hợp vào các hoạt động truyền thông của cộng đồng, như là chúng ta có thể lồng ghép vào các cái buổi hộ các cái buổi sinh hoạt của hội phụ nữ, chúng ta có thể lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của các cái hội nông dân, vân vân. Hoặc là chúng ta lồng ghép vào các cái hoạt động của các cái buổi hộ thôn, hộ tổ dân phố, vân vân, thì chúng ta cũng tích hợp các cái hoạt động và truyền thông này vào để chúng ta làm truyền thông. Thì lúc đó có cái sự vào cuộc của tất cả các cái ban ngành đoàn thể, thì cái và truyền thông của chúng ta sẽ nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn. Tiếp theo thì chúng ta có cái nguyên tắc truyền thông nữa là phải rất là bài bản. Chúng ta cần phải có cái kế hoạch truyền thông, phải có cái lịch trình cụ thể và phù hợp với từng địa điểm, phù hợp với từng cái địa phương, thì chúng ta làm truyền thông nó sẽ hiệu quả. Ví dụ như là những cái thời điểm nào là ở cái địa phương đó có những cái công việc nhàn rỗi, thì chúng ta có thể là có cái kế hoạch truyền thông ở cái thời điểm đó, thì chúng ta sẽ vận động được tất cả các đối tượng tham gia một cách là đầy đủ. Chúng ta cũng khi có kế hoạch thì chúng ta chắc chắn sẽ không rơi vào những cái thời điểm mà đối tượng của chúng ta bận rộn mùa màng, hay là bận rộn cái công việc làm ăn mà người ta có thể không tham gia được. Hoặc là chúng ta có những cái lịch trình cụ thể là truyền thông vào ban đêm hay truyền thông vào cái thời điểm nào để cho cái cộng đồng đó người ta tham gia, thì phụ thuộc vào hoàn toàn cái kế hoạch của chúng ta, làm thế nào chúng ta có cái kế hoạch thật là tốt. Rồi chúng ta khi mà chúng ta có những cái truyền thông bài bản thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta dễ dàng theo dõi, tích hợp một cách hiệu quả vào các cái kế hoạch mà chúng ta có thể thực hiện hiện tại địa phương. Một cái nguyên tắc nữa là cái tính đồng bộ trong cái truyền thông vận động tiêm chủng. Chúng ta cần phải đồng bộ các cái thông điệp, thì các cái thông điệp của chúng ta mà sử dụng để mà vận động truyền thông tiêm chủng, thì chúng ta cần phải vận dụng các cái thông điệp thống nhất từ trung ương đến địa phương, mà như chúng tôi cũng đã chuyển tải và chúng tôi cũng đã khuyến khích các anh chị là sử dụng những cái thông điệp của Bộ Y tế để mà chúng ta làm truyền thông hiệu quả cho công tác truyền thông tiêm chủng thường xuyên, và kể cả là đặc biệt là cái truyền thông về tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời chúng ta cũng xử lý những cái thông tin sai lệch và khủng hoảng cái thông tin, như vừa rồi thì chúng ta cũng đã được giới thiệu là chúng ta có rất là nhiều thông tin sai lệch ở trong cái quá trình phòng chống dịch COVID-19 cũng như là tiêm vaccine COVID-19. Thì làm sao đó các anh chị phải là trước tiên chúng ta định hướng cái tư tưởng cho mình là vaccine COVID-19 hoặc là vaccine tiêm chủng thường xuyên thì các anh chị cũng đã nắm rất là chắc rồi. Còn cái vaccine COVID-19 thì
những cái thông tin sai lệch liên quan nó rất là nhiều. Thì các anh chị làm sao đó chúng ta khẳng định được là các vaccine COVID-19 là có một cái độ an toàn rất là cao, đã được Tổ chức Y tế Thế giới và các cái Tổ chức Y tế Thế giới là được công nhận và đã áp dụng để mà tiêm chủng cho tất cả rất là nhiều nước trên thế giới. Và đặc biệt các anh chị khẳng định được là đây là cái loại vaccine mà đã được cái Cục Quản lý Dược phẩm thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ FDA thông qua. Đây là một cái cơ quan rất là có uy tín của Hoa Kỳ đã được thông qua và đã được công nhận cấp phép để sử dụng. Thì chúng ta khẳng định được những cái thông tin mà mang cái tầm uy tín như vậy để chúng ta khẳng định được cái độ an toàn của vaccine. Đồng thời chúng ta cũng cung cấp những cái vấn đề liên quan đến cái tác dụng phụ của vaccine, như là những cái tác dụng phụ nhẹ là rồi đa số là có những cái tác dụng phụ là nhẹ, như những cái trường hợp tiêm chủng khác thì người ta sẽ có một cái nhìn đúng về cái vaccine của chúng ta. Rồi những cái thông tin sai lệch mà như chúng ta cũng đã được chia sẻ trong cái phần trước đó là gì? Những cái thông tin sai lệch như là làm ảnh hưởng đến trí nhớ của học sinh vân vân. Chúng ta nên khẳng định và chúng ta làm sao đó chúng ta cần có kiến thức, cần có cái kỹ năng liên quan để chúng ta gì ạ? Chúng ta khẳng định được đây là những cái thông tin sai lệch, chưa có một cái cơ quan hay chưa có một cái gì ạ? Cái thống kê nào mà chứng minh được là cái vaccine COVID-19 là gây ảnh hưởng đến cái trí nhớ của tất cả mọi người, mà đặc biệt là trên cái đối tượng học sinh. Thì trên thực tế các anh chị cũng có thể dẫn chứng được rằng là đó là những thông tin sai lệch, và trên thực tế cũng chưa ai là có cái phản ánh này, chưa ai cũng có cái chứng minh được rằng là gì, vaccine là chưa có phụ huynh nào phản ánh là sau khi tiêm vaccine thì con tôi học từ khá xuống trung bình hoặc từ giỏi xuống khá, hoặc cũng chưa có cái phụ huynh nào mà báo cáo rằng là học sinh tiêm vaccine thì có cái học hành sa sút từ cái trung bình khá rồi từ khá xuống trung bình chẳng hạn. Tức là những cái dẫn chứng từ những cái kiến thức chúng ta cập nhật được và từ những cái thực tế chúng ta trải nghiệm để chúng ta khẳng định với cái đối tượng của chúng ta là những cái thông tin sai lệch, là những cái thông tin là chỉ là những cái tin đồn, còn lại những cái kiến thức, những cái thông điệp truyền đi từ các cơ quan y tế là những cái thông điệp là đang rất là đáng tin tưởng để mà đối tượng của chúng ta để định hướng được cái suy nghĩ, cái hành động của là đối tượng của chúng ta. Và cái nguyên tắc nữa là làm sao đó chúng ta cần phải nâng cao năng lực và hỗ trợ được cái tài liệu tiêm chủng, tài liệu truyền thông cho tất cả các cái cán bộ của chúng ta mà liên quan đến cái công tác tiêm chủng, từ cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng cho đến cán bộ truyền thông, và cho đến cái gì ạ, cho đến những cái cán bộ là y tế thôn, những cái cán bộ mà hỗ trợ của chúng ta trong công tác truyền thông. Thì về cái nâng cao năng lực truyền thông thì chúng ta có những cái hoạt động như thế nào? Thì vừa qua chúng tôi có cái tham, chúng tôi cũng như là các cái lãnh đạo điều cơ quan của các anh chị là có cái tham dự lớp tập huấn TOT cho cán bộ nòng cốt của các cái cán bộ nòng cốt về tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là vào ngày 17 và ngày 18 tháng 4. Và hiện tại thì chúng ta đang có tập huấn truyền thông trực tuyến cho đồng loạt các cán bộ liên quan đến cái công tác tiêm chủng từ cấp huyện trở xuống, là lớp của chúng ta đang thực hiện. Và tiếp theo thì sau cái lớp này thì các anh chị sẽ tham gia cái đào tạo lại cho tất cả những cái người làm công tác liên quan đến truyền thông cũng như là tiêm chủng của chúng ta qua các cái buổi họp giao ban, hoặc là các anh chị có thể tổ chức lại những cái lớp tập huấn để cho tất cả cái mạng lưới
tiêm chủng cũng như là mạng lưới truyền thông của chúng ta từ tỉnh đến cơ sở có được cái kiến thức, có được cái kỹ năng và đặc biệt là có được cái tài liệu truyền thông để mà làm truyền thông, để mà làm tư vấn. Thì cái tài liệu truyền thông tư vấn ở đây chúng ta có cái gì? Chúng ta làm sao đó các anh chị chính là người cập nhật được vào cái tư liệu truyền thông của Bộ Y tế ở trên cái gì ạ? Ở trên các cái là kho dữ liệu của truyền thông của Bộ Y tế. Làm sao đó các anh chị hướng dẫn lại, đồng thời các anh chị cũng làm sao đó cập nhật được vào cái kho dữ liệu của truyền thông y tế Quảng Nam. Như trong nhóm truyền thông chúng tôi đã chia sẻ là chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có cái kênh truyền thông ở trên website của CDC Quảng Nam, rồi chúng ta có cái nhóm truyền thông, chúng ta liên tục cung cấp những cái tài liệu truyền thông cũng như là cái đường link để các anh chị truy cập vào cái tài liệu truyền thông để chúng ta có một cái tài liệu truyền thông chính thống và đầy đủ để các anh chị làm truyền thông, đồng thời là các anh chị hướng dẫn cung cấp lại cho những người là có liên quan để tất cả đều làm truyền thông một cách đồng bộ theo cái thông điệp và cái truyền thông, cái tài liệu chính thống từ Bộ Y tế, và tất cả chúng ta đều được nâng cao kỹ năng. Chúng ta có kỹ năng thì chúng ta sẽ làm truyền thông rất là tốt và cái công tác truyền thông của chúng ta sẽ mang lại cái hiệu quả. Đồng thời thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị cái bản kỹ để các anh chị đánh giá về cái năng lực truyền thông của tất cả những người tham gia trong cái mạng lưới truyền thông, để chúng ta có cái kế hoạch nâng cao kỹ năng, chúng ta có cái kế hoạch mà chúng ta làm truyền thông cho nó tốt hơn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tập trung công tác truyền thông trong cái thời gian tới vào hai cái đợt truyền thông cao điểm để chúng ta làm truyền thông, đó là cái đợt thứ nhất chúng ta hưởng ứng cái tuần lễ tiêm chủng thế giới từ ngày 24 tháng 4 và trước cái tình hình nguy cơ dịch COVID bùng phát trở lại. Thì hiện nay thì như các anh chị đã tiếp cận các cái phương tiện thông tin thì cái tình trạng là ca COVID-19 tăng trở lại ở một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cái tỷ lệ mắc COVID-19 tăng cao. Thì trong cái thời điểm này, đây là cái thời điểm thuận lợi và cái thực trạng mà chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông, thì chúng ta triển khai từ ngày 24 tháng 4 đến 30 tháng 6 và chúng ta triển khai nhanh cái đợt 1 trước cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 để mà và sau đó chúng ta tiếp tục định kỳ ở những vùng có cái nguy cơ cao và những cái vùng có cái tỷ lệ tiêm chủng thấp, thì để cho người dân của chúng ta có cái thái độ nhất định đối với cái nguy cơ dịch bệnh trong cái kỳ nghỉ lễ, và đồng thời người ta cũng có cái suy nghĩ tích cực để mà tiến tới cái hành động là tiêm vaccine để mà phòng bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, đặc biệt là cho cái đối tượng trẻ em của chúng ta là 5 đến 12 tuổi. Cái đợt truyền thông thứ hai chúng ta sẽ đẩy mạnh nữa, đó là cái đợt truyền thông là từ 1 tháng 7 đến 15 tháng 9. Thì chúng ta tiếp tục rà soát cái danh sách tiêm chủng của chúng ta để chúng ta thực hiện đẩy mạnh một cái đợt truyền thông cao điểm nữa để chúng ta nhằm cái vận động để cho nhằm cái vận đẩy mạnh cái vận động tuyên truyền để mà đối tượng của chúng ta thay đổi hành vi, tiếp tục thay đổi hành vi và tăng cái tỷ lệ tiêm vaccine của chúng ta lên. Thì như các anh chị đã biết thì hiện nay thì cái tỷ lệ mà tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ từ 5 đến 12 tuổi của tỉnh ta là một trong những cái tỉnh có tỷ lệ thấp. Hiện tại chúng ta cũng mới sắp xỉ 50%, 49,8% mà thôi. Cho nên là trong hai cái thời điểm này các anh chị cần phải đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đại chúng cũng như là truyền thông đến từng cái đối tượng đích, từng cái cộng đồng, từng cái gia đình, từng cái đối tượng một để chúng ta tạo một cái hiệu ứng rộng rãi và để chúng ta vận động đến từng đối tượng để chúng ta có được cái kết quả truyền thông là thay đổi được cái hành vi và nâng cao được cái tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi của chúng ta.
Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần các cái kế hoạch tiêm chủng và truyền thông cụ thể của cái tỉnh của chúng ta là gì. Thì chúng ta kế hoạch của chúng ta có những cái hoạt động, rồi có những cái đơn vị thực hiện, thời gian, địa điểm, và có những cái sự phân công cụ thể để chúng ta thực hiện các cái đợt truyền thông cao điểm này. Thì chúng ta sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để mà tại tuyến tỉnh, rồi có những cái kế hoạch cụ thể tại tuyến huyện, và tại tuyến xã thì chúng ta cũng có cái kế hoạch cụ thể. Thì chúng ta sẽ thống nhất cái kế hoạch này và chúng ta đồng loạt triển khai các cái kế hoạch này ở trong hai cái đợt truyền thông cao điểm sắp tới của chúng ta. Thì đó là toàn bộ cái nội dung chia sẻ với các anh chị trong cái bài là nguyên tắc vận động tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 đến 12 tuổi, và lồng ghép tiêm chủng thường xuyên và các hoạt động cần triển khai. Thì qua cái phần trao đổi như vậy thì các anh chị đã có theo dõi kịp và có nắm hết được không ạ? Xin hỏi các anh chị trả lời vào hộp chat trước là các anh chị có theo dõi hết, có nắm hết được các cái nội dung tôi vừa chia sẻ không ạ? Tất nhiên thì trong cái phần chia sẻ nó cũng chưa có thể là chuyển tải hết những cái nội dung mà các anh chị cần 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 có, và chúng tôi cũng chưa chuyển hết những cái thông tin mà chúng tôi muốn trao đổi với các anh chị trong một cái thời gian ngắn như vậy. Thì giữa anh chị và chúng tôi sẽ có những cái trao đổi thông tin trong cái quá trình công việc, và trao đổi thông tin ở trong cái quá trình chia sẻ cái kế hoạch. Thì chúng ta sẽ có những cái chúng ta sẽ có những cái chia sẻ trao đổi sâu hơn. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các anh chị cũng đã có cái sự theo dõi và có cái sự tương tác trong cái nội dung phần vừa qua. Như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần là hỏi đáp và thảo luận. Thì xin hỏi các anh chị là qua cái phần trao đổi của tôi vừa rồi thì các anh chị có hỏi gì không? Có hỏi gì thêm không ạ? Có hỏi gì thêm không ạ? Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn chị Bùi Thị Long Cảnh, trưởng khoa truyền thông của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam với nội dung chia sẻ rất là tâm huyết của mình ạ. Với các cái nội dung câu hỏi các anh chị học viên ấy, thì chúng ta sẽ thảo luận vào cuối chương trình ạ. Còn các anh chị có câu hỏi nào thì xin mời các anh chị nhắn lên phần Q&A ạ. Thì các giảng viên sẽ trả lời trực tiếp lên phần Q&A để tránh mất thời gian của các anh chị ạ. Chúng ta sẽ có phần thảo Vâng, luận ở cuối rất là chương cảm trình ơn ạ. cô Mai. Dạ. Vâng ạ. Các anh chị theo lời của cô Mai thì các anh chị có thể là nhắn những câu hỏi lên cái hộp chat, hoặc là các anh chị có thể đặt những cái câu hỏi gửi lên cái mạng lưới truyền thông của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có cái phản hồi. Vậy thì bây giờ chúng ta qua một chút về cái phần thảo luận để chúng ta có cái chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái quá trình mà chúng ta làm truyền thông mà các anh chị cũng đã từng làm, cũng đã truyền thông một cách hiệu quả cho cộng đồng. Thì sau đây thì Vâng ạ, ở một nội cái dung tiếp theo thì xin kính mời Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai, cán bộ của tổ chức phát sẽ hướng dẫn với các anh chị liên quan tới nội dung của bài tiếp theo ạ, bài số 3 ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Cảnh ạ. Anh chị sẽ Vâng, quay vào vậy phần thảo thì luận những chương trình cái ạ. nội dung này sẽ có một cái chia sẻ ở trong một cái trong một cái nội dung khác. Xin Dạ cảm vâng ơn. ạ, em cảm ơn.